1001 câu chuyện. Hello, xin chào các bạn nha. Ngày hôm nay chị có tấm sticker mới 2 tầng rất là đẹp luôn, có giá là 35.000 mua ở shop FGB nè. Nhìn những cái cài tay thỏ rồi hả, tay gấu rồi là đã thấy rất là dễ thương rồi. Đặc biệt là sticker được in rất là đẹp luôn nha. Và có tới 5 bạn búp bê. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng khui ra. Tên, và đây tầng ở phía trên có cả kim tuyến rất là lấp lánh nè. Wow, trời ơi xinh hết sảy luôn. Rồi tầng ở phía dưới nha, búp bê nào cũng có cặp mắt long lanh, tóc thì siêu đẹp luôn. Và đây chị đã trải ra cho các bạn nhìn rõ hơn, sau đó chị sẽ sắp xếp lại. Và đây chị đã sắp xếp xong rồi nè. Đầu tiên sẽ là 5 cô búp bê, rồi đến 5 bộ trang phục, giày và những chú cá bông. Tiếp theo thì là 6 nè, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, wow, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 bộ đồ. Và bộ nào á hả, cũng rất là xinh luôn đúng không nè. Và câu chuyện của chúng ta sẽ bắt đầu từ một vương quốc hai màu. Một bên thì sẽ có là màu xanh và một bên thì sẽ có là màu hồng nha. Và đây chính là lâu đài thời trang của hai nàng công chúa nha. Màu xanh và màu hồng, nóng và lạnh đó các bạn. Và kế bên mỗi một tòa lâu đài á thì sẽ có một cái giống như là cái sân khấu thời trang nha các bạn. Này có cái cầu thang để đi lên. Và ở dưới thì sẽ có là một bạn mannequin, mannequin thời trang. Mình chỉ cần vẽ đơn giản thôi nha. Ngoài đây thì sẽ là cái sân của cung điện nha các bạn. Cho nên mình chỉ cần vẽ sàn gạch như thế này thôi là được rồi ha. Các bạn cũng có thể tô thêm màu hồng nhạt ở trong nha. À, nhớ thêm một ít hoa cho cái sân khấu nó thêm lung linh nha. Cho mấy cái bạn này thêm một ít tóc nữa à, cho nó dễ thương nha. Chứ không có tóc gì hết thấy nó cũng xấu. Vẽ tóc vô nhìn có khi còn xấu hơn hả. Thôi kệ nha, công chúa nóng và công chúa lạnh đó. Và đây nha, chính là công chúa nóng của chúng, ấy lộn, công chúa lạnh của chúng ta nè. Sao chị cứ nói sai hoài vậy không biết. À, và đôi giày nữa, mặc vô quá đẹp luôn nè ha, y như bộ đồ của Elsa luôn á. Trời ơi, gắn cái đồ cột tóc này lên. Ui quá xinh. Nhưng mà chị không có thích cái này. Cái này nó giống em bé quá này, công chúa phép thuật mà. Cho nên là chị sẽ gắn cái tai thỏ này, giống như là nó phù thủy vậy đó. Đây tiếp theo thì là công chúa nóng, cũng có cái váy tương tự luôn nè. Và đôi giày, mang giày vô. Ha ha, công chúa nóng, công chúa lạnh, biết ai đẹp hơn nữa ha. Váy nè, hay có áo choàng luôn, rất là xinh. Và cũng sẽ có một cái tai thỏ luôn, tai gấu luôn như thế này. Ghê chưa? Và ta chính là công chúa của vương quốc nóng, cho nên ta thích màu hồng. Màu hồng thì luôn luôn đẹp. Xí, bớt đi, màu xanh mới đẹp hơn. Màu xanh nhìn nó thật là dễ chịu, mát mẻ, đâu có ai thích mùa hè nóng đâu. Theo các bạn thì á hả, mùa hè ấm áp dễ chịu hơn hay là mùa đông mát lạnh thì dễ chịu hơn? Các bạn chọn màu nào, mùa nào? Nói chung á là hai đứa mình sẽ không có chơi với nhau, nhà ai người đó ở vậy. Vậy là từ đó hai nàng không chơi với nhau. Và hai nàng có sở thích là thiết kế thời trang, cho nên hai nàng chuyên tâm thiết kế ra nhiều bộ đồ rất đẹp. Đây bộ đồ của công chúa Tuyết nè, mới thiết kế xong, các bạn thấy đẹp không? Và cô ấy cho mannequin mặc vô như thế này. Còn đây là bộ đồ của công chúa nóng nè, đó thiết kế rất là đẹp ha, như thế này. Thôi nhưng chơi một mình rất là buồn, mình sẽ rủ bạn về chơi. À nhớ rồi, mình có người bạn tóc vàng rất là dễ thương. Mình sẽ rủ tóc vàng đến đây chơi. Làm như á hả, chỉ có mùa hè mới là có bạn vậy đó. Mùa đông lạnh lẽo công chúa Tuyết cũng có bạn chứ bộ ha. Mình á hả có người bạn tóc nâu rất là xinh, mình sẽ dẫn bạn ấy về chơi. Và đây nè là bạn tóc vàng của chúng ta nè. Ây da, để chị sẽ tháo đồ ra. Bạn tóc vàng rất là đẹp ha. Wow, đồ của bạn ấy nè, cái sticker này rất đẹp luôn các bạn, có 35.000 quá đẹp luôn. Ui. Này thấy chưa, lấp lánh nè. Rồi có con thỏ nữa, rất là xinh. Wow, trời ơi đẹp hơn cả công chúa luôn. Đây nè, xinh quá trời xinh. Ôi lần đầu tiên mình mới đến một vương quốc màu hồng nhiều như vậy, thích quá thích. Wow, thì ra kế bên đó hả còn có vương quốc màu xanh nữa, nhìn cũng thích quá. Không được, bạn không được thích vương quốc màu xanh, bạn chỉ được thích vương quốc màu hồng thôi. Bạn đừng bao giờ qua bên đó nha. Bạn ở đây đi, mình sẽ thiết kế đồ cho bạn. Đây nè, bộ đồ màu hồng vừa mới thiết kế xong với những chiếc nơ. Đây, thử mặc xem nào nha. Wow, bạn ấy mặc cái đầm hồng rất là xinh luôn. Và sẽ cột nơ hai bên tóc như thế này nè.
rất là đẹp luôn. Thôi, mình không thích, mình thích bộ khác. Chứ lại bạn mặc đồ này hả, cũng không có đẹp nữa. Mình đổi màu khác cho lạ đi, tối ngày màu hồng hoài. Nhưng mình là công chúa nóng, mình phải mặc đồ màu hồng. Nhưng bạn không thích màu hồng hả? Mình sẽ cho bạn một bộ khác nha, hình như bạn thích thỏ đúng không? Đây, có bộ đồ thỏ nè, rất hợp với bạn. Cũng có hồng và cũng có thêm xanh tím nữa. Ok, chúng ta sẽ thử xem nha. Đôi giày màu tím nè, rất hợp luôn. Trời ơi, cái áo thỏ quá xinh luôn nha, để xem sao. Ôi, xuất sắc. Lại còn thêm một cái nơ ở trên đầu nữa nè. Các bạn nhìn đi, thích quá, thích quá. Còn bạn nữa, không chịu đi thay đồ đi. Mình không có chơi với bạn đâu. Bạn mặc đồ này hoài. Được rồi, tại vì mình ít có bạn lắm cho nên á hả, mình rất là quý bạn. Bạn không thích bộ đồ này, mình sẽ đi may bộ đồ khác. À, sẵn, bạn chờ một chút xíu nha, mình sẽ đem đồ ăn qua cho bạn. Nhớ là không được qua vương quốc màu xanh đó. Màu xanh cũng đẹp mà, mình thích qua thì sao chứ, mình đi thử xem sao. Trời ơi, bên đây mát thiệt luôn nha. Ôi trời ơi, bên đây nóng quá, bên đây mát quá đi. Trời ơi, lại có đồ đẹp nữa nè, mình sẽ lấy thử bộ đó. Đây, các bạn xem thử coi, mình mặc đồ màu hồng thì đẹp hay là đồ màu xanh thì đẹp nha. Wow, hãy nhìn mình xem, giống như là công chúa tóc mây vậy đó. Tôi đã bắt quả tang tại trận ha. Cô tự ý đi vào nhà của tôi, lại còn tự ý lấy quần áo của tôi mặc không xin phép ha. Lại là bạn của cái con nhỏ tóc hồng ở bên kia hả ha? Thật là đáng ghét. Tôi xin lỗi, tại tôi không thấy ai hết mà bộ đồ đẹp quá cho nên tôi lỡ mặc. Bạn tha lỗi cho tôi sẽ trả lại liền. Không được nhé, không bao giờ được. Muốn mặc đồ thì phải xin phép, muốn qua đây thì phải xin phép. Tự ý mặc đồ như vậy thì phải chịu hình phạt. Hãy xem đây, ba la. Đã biến thành con thỏ nha, mãi mãi ở đây. Mình thiết kế bộ này nè, có thỏ hồng, thỏ trắng. Chắc là bạn đó sẽ thích và sẽ chơi với mình. Mình mặc thử các bạn xem nha, có đẹp hay không. Đó, và mình sẽ cột tóc hai con thỏ hai bên như thế này nữa. Tặng cho bạn ấy cây kem. Tóc vàng ơi, bạn đâu rồi? Bạn thấy mình có xinh không? Mình đã thay đồ mới rồi nè. Tóc vàng ơi, ủa, bạn ấy đâu rồi? Rồi, chắc bạn ấy lại bỏ về rồi. Buồn quá. Mình có một người bạn mới. Hay mình sẽ rủ bạn ấy đến chơi. Đúng rồi, tóc nâu. Và đây là bạn tóc nâu. Và bạn ấy rất thích cái con gấu này luôn. Trên đầu bạn á thì cài hai trái dâu nè. Đó, rất dễ thương. La la la, trời ơi, vương hấu quốc hồng xinh đẹp dữ vậy ta. Đẹp lắm, bạn ở đây chơi đi, mình cho bạn cây kem. Yummy yummy, lem 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 lem, ngon quá. Chờ gấu này, ăn một miếng nữa. Đây, bạn thích gấu thì mình sẽ tặng cho bạn một bộ đồ gấu. Đây, các bạn nhìn xem. Bộ đồ gấu dễ thương quá. Cảm ơn bạn nhiều nha. Xếp, đồ như vậy mà dễ thương gì ha. Công chúa Tuyết ta mới là người thiết kế đồ đẹp hơn. Hãy nhìn xem, bộ đồ bên đây nè mới thật là đẹp. Wow, công nhận đẹp thiệt đó. Nè, bạn đừng qua bên đó. Công chúa đó hả, rất là ác độc luôn á nha. Không qua thì thôi, việc gì phải kêu tôi ác chứ. Không qua thì thôi, tôi đi chơi đây. Bạn ấy giận, bạn ấy đi mất tiêu rồi. Kệ bạn ấy đi, bạn chờ một chút xíu nha. Mình thiết kế đồ khác cho bạn. Trời ơi, thế giới màu hồng thì nóng nực, nhưng bạn này cũng dễ thương. Màu xanh cũng dễ thương mà, mình qua thử xem. Ôi trời ơi, bên đây mát quá, đang ở bên đây nóng. Bên đây mát quá, thích ơi là thích luôn. Mình thử bộ đồ đó xem. Wow, đôi giày còn có hình thỏ, chiếc váy thỏ và đeo cái nơ này nữa. Xinh quá à. Bắt quả tang nha, lúc ta rủ qua chơi thì không chịu qua, bây giờ lại tính lấy bộ đồ thỏ xinh đẹp của ta. Các người thật là tham lam, hãy xem đây. Ba la. Đã biến thành gấu rồi nhé, đừng hòng mà lấy đồ của ta. Kẹo nè, kẹo của bạn nè. Xin lỗi bạn nha, mình thay đồ cho nên nó hơi lâu một chút xíu. Bộ đồ mình mới thiết kế nè, đẹp không? Ủa, lại đâu mất rồi? Nó thay đồ hoài á, mình cũng phải thay đồ cho nó đẹp chứ. Đây, bộ đồ mình mới thiết kế cho riêng mình nè. Xinh không? Trời ơi, xinh ơi là xinh luôn. Liêu liêu, ủa bạn đâu hết rồi, bạn đâu hết rồi? Mình cũng không biết nữa, đâu hết rồi ta? Hả? Sao tự dưng bữa nay ở thế giới lạnh giá băng tuyết mà lại có thỏ và gấu nâu? Hay chính là bạn tóc vàng và bạn tóc nâu của mình đã bị công chúa Tuyết biến thành thỏ vàng và gấu nâu? Nè, đừng có ở đó mà suy đoán lung tung. Không có bằng chứng thì đừng có nói nha. Thôi, ta đi ăn cơm đây, mệt rồi. Rất là nghi nha. Được rồi, mình sẽ biến thành một người khác để thử xem sao. Hồ biết. Yeah, mình đã biến thành cô nàng yêu thích những chiếc nơ màu vàng. Nhưng bộ đồ này nhìn chưa có được đẹp lắm. Mình sẽ biến thành bộ đồ khác. Hồ biết. Yeah. Đây, thành một cô gái dịu dàng như thế này thì mới được nè. Tiếp theo mình sẽ làm gì ta? Mình sẽ thử qua bên Vương quốc xanh để cứu hai bạn của mình. Ôi lạnh quá. Ôi lạnh quá. Mình đã quen với lại trời nóng rồi, bây giờ bên đó lạnh quá rồi làm sao ta? Mình sẽ thay một bộ đồ khác. Đây,
bộ đồ này. Mặc vô đã ấm áp hơn rồi nè. Mình sẽ qua bên đây. Wow, mát dễ chịu quá. Có ai ở đây không? Không có ai hết à, chỉ có thỏ và gấu à. Hai bạn có phải là bạn của mình thì ghé nhỏ vào tai của mình nói cho mình nghe với. Và gấu và thỏ đã kể đầu đuôi câu chuyện cho cô gái nghe. Thì ra công chúa Tuyết lại ác độc như vậy. Được rồi, để xem. Thật ra công chúa Tuyết rất ít thiết kế đồ và thiết kế đồ không đẹp. Cho nên lần này ta sẽ thiết kế đồ màu xanh để dụ công chúa Tuyết. Đây, bộ đồ rất đẹp nha. Và ta sẽ đi vân nhà. Hey, bữa giờ không biết thiết kế thêm đồ gì nữa chứ. À, trời bên bển, bữa nay nó thiết kế đồ màu xanh đẹp như ta. Ôi, nóng quá, nóng quá. Ủa nè, tại sao bữa nay thiết kế đồ màu xanh? Bà cô là ai? Còn tóc hồng đâu rồi? Bạn tóc hồng mới đi ra ngoài rồi. Bạn tóc hồng nhờ mình ở đây giữ bộ đồ cho bạn tóc hồng giùm. Xí, ngươi là người thường á hả? Mà đòi canh giữ bộ đồ này hả? Ta thích bộ đồ này thì ta sẽ lấy. Không được, không được. Nếu người lấy tóc hồng sẽ buồn đó. Ngươi im đi, ngươi mà nói nhiều ta sẽ biến ngươi thành một con gấu, giống như con thỏ và con gấu này nè, biết chưa? Nhưng cô đang bước qua xứ sở màu hồng đó, phép thuật của cô đã bị giảm rồi. Nếu như mà cô lấy bộ đồ đó là tóc hồng sẽ phạt đó. Liêu 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 liêu, ta canh tóc hồng không có nhà ta mới qua ta lấy chứ bộ, còn nhà ngươi lộn xộn ta biến thành con gấu bây giờ, im đi. Tang tang, trời ơi con nhỏ, không nhận con nhỏ công chúa màu hồng nó thiết kế đồ đẹp dễ sợ. Ngươi dám, hãy xem ta đây. Ba la. Người dám qua thế giới màu hồng để cho phép thuật của ngươi hả bị suy giảm, ta đã biến ngươi thành một con gấu. Dám ăn hiếp bạn của ta lại còn chôm đồ của ta thiết kế nữa hả, thật là xấu xa. Còn các bạn hãy mau về bên đây để cho mình biến các bạn lại thành người. Vậy là lần lượt hai bạn thỏ này và gấu đã qua xứ sở màu hồng. Ba la. Ha ha, thành người đây nè. Ủa, mà quần áo đâu rồi ta? Mình xấu hổ quá, mình xin lỗi bạn nha, mình không nghe lời bạn. Mình đi lấy đồ của thế giới màu xanh cho nên mình bị biến thành như vậy. Thôi không sao đâu, lỗi hả là tại công chúa Tuyết quá ác độc. Còn hai bạn biết nhận lỗi như vậy là tốt rồi. Mình sẽ tặng hai bạn hai bộ đồ mới. Wow, lại có đồ mới nữa rồi. Lần này thì mình chỉ thích đồ màu hồng thôi, không thích đồ màu xanh nữa. Còn công chúa Tuyết thì bây giờ ta sẽ thả về. Và hứa với ta từ này về sau á phải sống thật tốt, nếu không á hả ta sẽ nét ngọc hoàng, sẽ biến cô thành gấu mãi mãi. Ok, tôi biết rồi, vậy thì tốt, hồ biết. Wow, vậy là câu chuyện thế giới màu xanh và màu hồng của công chúa hồng và công chúa xanh, công chúa Tuyết á, đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy câu chuyện ngày hôm nay hay không? Bộ sticker có đẹp không nè? Nếu cảm thấy đẹp và hay thì đừng quên cho chị một like và đăng ký thành viên kênh để chúng ta cùng tiếp tục sáng tạo nhiều nội dung, nhiều câu chuyện thú vị khác nhau nha. Và câu chuyện ngày hôm nay có một bài học rất thú vị, bạn nào biết nè thì comment ở phía dưới nha, bài học rất là ý nghĩa luôn đó. Bạn nào mà trả lời đúng thì sẽ được nhiều like. Còn chị thì bật mí sơ sơ, ý nghĩa câu chuyện này á là chúng ta không nên tham lam và không nên ích kỷ. Còn ai là người tham lam và ích kỷ thì các bạn bình luận ở phía dưới ha, để xem có đúng không nè. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại ở video sau. Chúc các bạn luôn là những cô gái xinh đẹp với rất là nhiều đồ đẹp và sống yêu thương nhau để luôn được hạnh phúc nha. Yêu các bạn nhiều, chúc các bạn vui khi xem video.